có 3 điểm sẽ là một cơ hội đi tiếp cực kỳ dễ dàng. Và chúng ta sẽ cùng đến với luôn phần cấm và chọn ở ván đấu thứ 2. Và đây vẫn là trận thi đấu mà Game Home họ chọn ở phần sân màu đỏ để cho phía bên kia Divine lại và tiếp tục cấm đi, đó là Lee Sin trong tay của Nai. Lee Sin trong tay của Nai. Và phía bên này thì nếu như mà Garrett sẽ được lựa chọn bị tước đi ở trong ván thi đấu này ra khỏi tay của KT. Sau đó thì vẫn sẽ là con bài Zig nữa đúng không? Nếu như mà tôi đoán không nhầm, tôi đoán là sẽ là con bài Zig bị cấm đi. Chắc chắn rồi, nếu không cấm thì chắc chắn phát pick dành cho Divine phải là Zig luôn đấy. Không lạc đi đâu được. Trừ khi đây là trận thi đấu Game Home họ tự chọn phần sân màu xanh thì họ có thể thẻ Zig ra cấm Gragas với cấm một con kiểu như Kai'Sa đấy, kiểu kiểu thế. Thì ván đấu này thì họ có thể first pick Zig để lấy Zig của đối phương. Tại vì Zig tính đến thì đấy là vẫn là một chất tướng rất là mạnh. Nhưng khi họ ở bên phần sân màu đỏ thì họ bắt buộc phải cầm đến hai vị tướng của đối phương và không tận dụng được cái quyền là tước tướng của đối phương nhờ lượt chọn. Vì vậy chúng ta sẽ cùng chờ xem lượt đầu tiên liệu có phải tiếp tục là Fiora không. Vẫn là Galio dành cho vị trí của Divine. Rồi, nếu như mà Galio được khóa vào thì bên phía của Game Home sẽ tiếp tục khóa vào đó là bài Fiora. Fiora hoặc đó là Camille tùy vào tactics ở trong ván đấu này, anh ta tự tin với con tướng nào hơn mà thôi. Wow, nhưng mà Game Home thì họ không nói vậy. Tôi sẽ lấy luôn, đó là Fiora và cả đó là Camille. Game Home thì như là tôi đội hình mà Fiora, Camille chưa với đánh. Việc Camille đi rừng thì hình như chỉ có ASG thắng được một ván trong đúng rồi. Cái trận mà Lâm Xu chuyển sang vị trí đi rừng để cho Kirito vào vị trí xạ thủ, vị trí đường rồng. Còn lại thì chưa thực sự hiệu quả lắm, có vẻ như các đội tuyển chưa kiểu tức là thấy chiến thuật thì cũng biết là như thế đấy. Nhưng mà tức là trên lý thuyết thôi, còn về mặt thực hành nó sẽ là khác biệt hoàn toàn. Trong khi đó thì vẫn trung thành với một lối đánh có nhiều combo combo, có khả năng đánh lết cực kỳ mạnh đến từ phía của Divine với Orianna và Corki được giữ lại cho dành cho họ. Tức là bên phía của Game Home nếu như mà họ khóa vào đó là con bài Camille ở vị trí đi rừng thì tức là bên phía của Game Home họ cần phải đòi hỏi những vị tướng ở các khu vực đường có khả năng dồn sát thương mạnh để kết hợp với cái tối hậu thư đó. Thì bên phía Game Home thì ở khu vực đường giữa thì tranh già với con bài Fit sẽ đáp ứng được cái tiêu chí đó. Và khi mà ở cấp độ 5 á, thì nay anh ta chỉ cần đi ra khu vực đường giữa và đóng cái tối hậu thư vào người của GOT. Và khi đó thì Fit anh ta chỉ cần thả cá và dồn sát thương vào người của GOT. Và GOT chắc chắn sẽ nằm xuống không thể nào mà sống sót được cả. Đội hình có vẻ như là hơi mỏng ở những giai đoạn đầu dành cho bên phía của Game Home. Ít nhất với cả Fiora hay Camille để có được tốc độ farm cũng như tốc độ dọn lính nhanh thì họ phải có được một vài những món trang bị sát thương, sau đó mới nghĩ đến việc lên trang bị chống chịu. Còn với đội hình này, đội hình có khi chống chịu nó chỉ đến từ cái khổng lồ hóa, đến từ vị trí của Lulu mà thôi. Tức là nên khi mà bắt đầu đây sẽ là một trận đấu mà Corki mà kéo được lết nha, sẽ là lượng sát thương cực kỳ dồi dào của Corki có thể gây ra. Tức là ở trong ván đấu này thì Elliot anh ta sẽ phải đưa ra những cái quyết định là sẽ búp cái khổng lồ hóa cho ai. Bởi vì tất cả thành viên bên phía của Game Home thì họ đều là những vị tướng có lượng máu thấp và họ đều là những vị tướng lao vào. Và khi nó đến như khổng lồ hóa búp vào những cái vị tướng lao vào đó thì ở phía sau rớt với con bài Saya thì khi mà nếu như mà anh ta bị nhắm vào á thì sẽ thiếu đi một cái chiêu thức bảo kê rất là mạnh đến từ Lulu. À, đội hình thêm một điểm nữa, tức là với đội hình Fiora và Camille ấy thì chúng ta phải hiểu điểm mạnh nhất của nó sẽ là điểm mà khi bộ đôi này được kéo ra hai cánh để đẩy lẻ và bộ ba đường giữa sẽ là bộ ba giao tranh cực mạnh theo kiểu nhấp nhả cấu rỉa đối phương và đối phương không thể bắt được mình. Thì trước đó thì bên phía của ASC họ làm được đó khá là tốt. Nhưng với đội hình này chúng ta cùng khả năng cấu rỉa đi. Đến từ vị trí nào? Tôi đang không thực sự nhìn thấy. Không thấy, không có luôn. Vị trí khi mà bị đối phương bắt chắc có lẽ chỉ có tranh già chạy đi được với cái tung tăng nhảy múa mà rồi mà thôi. Thì vì vậy khi bộ ba này được thả đi với nhau, tôi nghĩ nó cũng không thực sự là quá đủ tiền đề để hai thành viên kia có dư thời gian tạo được áp lực với phía đối phương. Và bên phía ở Divine họ set up một tình huống 4 đánh 3 thật nhanh khu vực giữa, tôi nghĩ là đủ để phá cái thế đẩy lẻ đến từ phía của Game Home rồi. Và thậm chí là những vị tướng mà bên phía của Divine họ lựa chọn thì là rất kết hợp tốt với những gì mà anh Công vừa nói. Thì với con bài Chavan lao vào với combo hoàng kỳ kỳ kích của mình, sau đó thì dòng lại đi chứng, sau đó là siêu hồn nhân thế, thì khi đó ép cho đó là ấy là tranh giành, ta không nói đúng không, anh ta có chiêu tung đằng nhảy múa, thì khi đó hai vị tướng còn lại đó chính là Lulu hay thậm chí đó là Saya phải mất đi ít nhất sẽ là cái tốc biến của mình để thoát ra khỏi những tình huống ép đánh đó. Chạy thẳng vào nhà đối phương, ăn được 3 hạt của đối phương rồi thoát ra không gặp bất kỳ một sự phản kháng nào đến từ bên phía của Cớt. Nó giống như việc mà nhà Cớt đang có một cái tủ lạnh gồm 3 cái hạt hoa quả và anh ấy chỉ vào mở tủ ra ăn xong đi về vậy. Nó đột nhập nhà trái phép nhưng không gặp bất kỳ một sự can thiệp nào đến từ chính quyền địa phương. Đúng là như vậy. Và
có vẻ như cái hướng đi rừng của Nai là nhanh hơn so với đó là Neo, khi mà ở thời điểm hiện tại anh ta đang là người ăn cho mình đó công cụ kỳ cục ở nửa dưới bản đồ. Trong khi đó ở khu vực đường Baron thì Tanis mất rất là nhiều máu một cú phản đòn. Ôi! Nói gì đi? Ôi, nói ôi rồi chứ còn nói gì nữa. Đường giữa là Coyote bị bắt vào và bị đá liên tiếp đến từ vị trí của Nai, gỡ được một mạng hạ gục dành cho bên phía của Game Home, nhưng vẫn là ôi rồi cho Tanh X. Anh ta phải biết là cái trang lưỡi liềm vừa rồi đó là hình cong, mà khi anh ta lướt về nó không đủ khoảng cách. Nó tình huống mà Tanh X không tính toán được đến cái điều đấy, hoặc là anh ta có vẻ chủ quan. Đúng, thế nên là bị chủ quan lại trong tình huống đó. Chắc chỉ là nói về vấn đề chủ quan mà thôi. Và ở hướng ngược lại thì Game Home họ cũng gỡ gạt ngay, đó là cái mạng của Coyote ở khu vực giữa. Coyote vừa mất tóc biến, vừa mất đi cái mạng của mình, thì đây sẽ là một con bài mà ở giai đoạn sau của thi đấu thì khi mà Nai anh ta có chiêu cứu tàu thư của mình thì sẽ là những tình huống mà nhắm thẳng vào người của OT một lần nữa. Còn lại replay nữa. Cái này nó là kiểu bị quen tay ấy, anh hiểu không? Tay nhanh hơn não ấy, tức là phản đòn xong là phải lướt có về. Một cú lướt để gọi là tránh né đi những lượng sát thương của đối phương, kiểu như thế, giống như việc là Ezreal trúng triệu 2 là phải nhảy 3 lên bắn kiểu như vậy. Thì thế là anh ta tự đưa mình vào một cái sự nguy hiểm thôi. Và chúng ta sẽ cùng nên sự đầu lạnh, sự phản xạ, sự gọi là tinh tế, nó sẽ là được thể hiện ở những tình huống như thế. Hơn 2 cấp độ rồi này. Ở thời điểm hiện tại thì với đợt lính như thế này thì Tanh anh ta sẽ lên cho mình ra cấp độ 5 mà thôi. Vẫn sẽ là thua một cấp độ. Như vậy thì ở khu vực đường Baron hiện tại thì cái thế thắng lên là sẽ gõ ràng. Như vậy cho đó là cơ. Tôi vẫn luôn đánh giá nha, Fiora là chất tướng đi đường Baron trên mọi kèo về chất tướng. Nhưng ở thời điểm hiện tại với Kurt, anh ta tận dụng được thế lính, anh ta tận dụng được lượng tiền dẫn trước đối phương và tận dụng được cái sải tay dài của mình, thì Kurt anh ta cũng đang thi đấu rất tốt ở khu vực đường trên. Và khu vực đường giữa, mục tiêu bị bắt vào là Nheo mất tốc biến đi và dính luôn một cú thả cá đến từ vị trí của Tranh giả. Điều này đồng nghĩa việc khi con rồng xuất hiện, Nheo sẽ không còn cú tốc biến để tạo những sự bất ngờ vào đội hình của Game Home nữa. Nhưng mà ngược lại thì Tranh giả nó sẽ mất đi một chiêu cuối rất là quan trọng của mình. Đó là chiêu hồi thủy quái, một chiêu cuối mà khá là quan trọng với con bài Fit để anh ta có thể dồn sát thương sắp chết được một mục tiêu nào đó. Và hiện tại con rồng đã xuất hiện rồi, có vẻ như bên phía của Divine họ di chuyển ra sau. Và với cái tốc độ ăn như thế này thì bên phía Divine họ ra kịp hay không đây? Kurt đang đến với những người đồng đội, nhưng tốc độ ăn là cực kỳ nhanh, triệu hồi lông vũ gây ra lượng sát thương là tương đối lớn, nhưng lao xuống vẫn là kịp thời. Kurt không thành công, rồng được giữ lại dành cho bên phía của Game Home, nhưng dậm đại địa chấn vào thêm cả quê HP đáp xuống nữa. Họ đang cố gắng phản công và giữ lại những mạng hạ gục, nhưng bảo bọc cho nhau lui về là rất triệt để đến từ bên phía của Game Home. Họ không phải bỏ lại bất kỳ một mạng của ai. Tanh X đường trên vẫn đang thoải mái đẩy. Đây sẽ là một khoảng thời gian khá là chống chải cho Tanh X để anh ta có thể gỡ gạt lại được, ít nhất đó là về mặt cấp độ cũng như đó là về mặt kinh tế, khi mà ở thời điểm này anh ta đã có cho mình nó một cái tác trụ ở khu vực đường Baron này rồi. Kết anh ta quay trở lại bật cho mình cái giày và là sẽ farm mà thôi. Và Kết sau khi một tình huống đến với những người đồng đội của mình thì là một chuyến công tác nó không được thành công cho lắm, không ai lấy gì cả, và anh ta còn mất đi một lượng máu trụ và lượng tiền, thậm chí là còn bị dẫn trước luôn đến từ vị trí của Tanh X. Bao nhiêu sự tích góp đến từ vị trí của Kết ra đầu nó lại trở về bằng hòa. Và thế đánh nó vẫn là thực sự tính đến thời điểm tại nó vẫn là cân bằng nha, dành cho cả hai bên. Đúng, chắc chắn sẽ là cân bằng, nếu như trước đó sẽ là hơn cho Kết thì hiện tại sẽ là cân bằng. Sau một tình huống mà di chuyển đến với nhóm đội của mình mà không lấy lại được một điều gì cả thì hiện tại thì lượng tiền vẫn đang là ngang đến từ cả hai đội tuyển, mạng hạ gục đang là một điều. Và bên phía của Game Home thì họ sẽ có được cho mình một cái lợi thế tương đối là sớm mà thôi, chỉ là một con rồng gió giúp cho họ có những bước di chuyển thanh thoát hơn, di chuyển nhanh hơn so với bên phía của Divine. Và chúng ta cũng thấy rõ được cái ý đồ của hai đội trong trận thi đấu này, đều là những ý đồ muốn giữ trận đấu đến giai đoạn cuối. Nhưng đây nếu đánh là 3-3 trăng mờ là quá đẹp đến từ vị trí của Kurt, và giữ chân được một người ngay lập tức Tanh X lên bảng đến số với sự khả năng khiêu khích đến từ vị trí của QHP. Nhưng đổi ngược lại thì Nheo cũng bị giữ chân, anh ta mất cái giáp thiên thần, sau đó anh ta sống dậy bị dính cái thủy quái đến từ vị trí của Fit, anh ta vẫn sống sót thoát về được. Và Nheo anh ta thoát đến 2 lần trong trận thi đấu này với gia van đệ tử. Nhưng mà khoan đã, trong đó thì nay anh ta vẫn chưa muốn dừng lại, anh ta đang muốn tìm kiếm vào cái mạng của Kết, nhưng mà Kết anh ta quá trâu đi với cái lượng giáp của mình được tạo ra. Trong khi đó thêm cả khuếp bên lên đây để hỗ trợ nữa, một tình huống di chuyển lên của Zek, ý đồ muốn lấy trụ sau đó kiểm soát hang sứ giả đường dưới, tạo ra một khoảng trống để cho Corki của Hope One bắn gần như là nát vào cái lính. Một hit nữa là Tranh Giả phải nằm lại, rất may mắn dành cho Tranh Giả. Trong khi đó Coyote anh ta lại tiếp tục trở thành người bị bắt bớ, mất cái tốc biến thêm siêu hùng dáng thế
được đáp xuống để cứu vị trí của Coyote. Hope One đứng phía sau thoải mái chơi mục tiêu thắt máu. Đó là Nai đã bị hạ gục, Tank X đang ăn hạt hồi phục và anh ta thoát về thành công. Một tình huống mà khá là rướng đến từ bên phía của Game Home khi mà bên phía của Nai anh ta không còn chuẩn bị đỡ bớt hồng thư thì khả năng bắt vào người của Coyote sẽ là không còn, và anh ta phải trả giá vào cái mạng của mình. Anh ta nằm xuống. Và đây sẽ là một tình huống mà cái chủ ở khu vực đường Baron còn 350 máu rất có mặt ở ngay tại đây. Cùng với đó, băng trụ đường dưới, Tank X tiếp tục bị bắt nạt. Có anh ta có hạt hồi phục, anh ta thoát về thành công. Và cái trụ này chỉ cần một hit bắn nữa thôi đến từ vị trí của Koki là có thể vỡ. Nên một hit có lính, đừng có lừa. Rồi, và sau khi như vậy thì sẽ là khả năng đổi trụ đến từ cả hai đội tuyển mà thôi. Một cho bên phía của Divine ở khu vực đường rồng thì và một cho Game Home ở khu vực đường Baron. Tranh giành anh ta chơi rất áp lực nha. Bởi vì anh ta biết mình là chức tướng sát thủ nên có những tình huống mà đứng lên cao như vậy áp lực vào người của Coyote. Rồi, và sau khi hai bên cùng nhau đổi lượng trụ, tôi không kịp nhìn là bên nào là đội tuyển có được trụ sớm hơn. Divine có sớm hơn đúng không? Thì lượng tiền nó chỉ được giãn ra khoảng tầm 2.000 mà thôi. Trong khi đó thì Divine họ thu về con sứ giả, Game Home thu về con rồng đầu tiên. 6% tốc chạy của Game Home đổi với một tốc độ đẩy trụ đến từ Divine. Tôi nghĩ là nó cũng chưa thực sự đủ để đánh giá bên nào đang là đội có lợi hơn so với phía bên kia. Nhưng 20 giây nữa con rồng nước xuất hiện, đây sẽ là khoảng thời gian mà chắc chắn là hai bên sẽ phải đánh và bắt đầu có những sự biến động về mặt thế trận ở khoảng thời gian sắp tới. Cảm biết như là với con rồng nước này thì đây sẽ là một pha giao tranh mà bước mặt của cái thi đấu luôn. Đồng ý. Đấy, nếu như mà đội tuyển nào mà họ ăn được và họ có được nhiều mạng hạ gục hơn thì khi đó cái thế trận sẽ nghiêng về bên phía của đội tuyển đó. Con sứ giả được thải ra hút một cái còn 270 máu. Đúng. Bên phía Divine họ muốn tiếp tục ép vào là có được luôn được, đó là cái trụ một ở khu đường giữa. Nhưng Tank X đang đẩy rất mạnh ở khu vực đường Baron. Với một Fiora đã hoàn thành xong tam hợp kiếm, việc lấy trụ không phải là một điều quá khó khăn. Bốn thành viên còn lại của Divine đang nhanh chóng lấy cái con rồng nước này, chưa có dịch chuyển đến từ vị trí của Tank X, bắt đầu trả ngược sát thương trở ngược ra. Và ngay lập tức Nai bị hạ gục rồi. Người chơi đi rừng của Game Home đã phải nằm lại tranh giá, mất tung tăng nhảy múa, anh ta phải mất tốc biến để bỏ về với những người đồng đội và gỡ hoa về lượng rồng dành cho bên phía của Divine. Và bên phía của Divine mà không những thế thì họ còn là người lời hơn nhiều ở trong những tình huống vừa rồi, với có được cho mình đó là cái trụ một cùng đường giữa với con sứ giả. Họ có được mạng của Nai và họ có luôn được đó là cái con rồng nước này. Chắc chắn thì ở thời điểm hiện tại ở giai đoạn sau với thi đấu thì Divine nếu như mà giao tranh thì họ sẽ không thua so với Game Home đâu. Ừ, thậm chí là Tank X anh ta còn đang khá lo sợ lượng sát thương phép thuật đến từ vị trí của Kurt, cho nên anh ta đi chấn đất và đổi lượng tiền để mua những món cái trùy gai. Kiếm ăn cưa trước, sau đó để sẽ lên có là thể lên được trùy gai. Gai. Đúng chứ, sẽ đẩy. Và Tank X anh ta trong cái thế này đang được sự tín nhiệm của ông đội, sẽ là người đẩy lẻ ở những khu vực đường cánh. Anh ta lấy đi cho mình đó là 1/2 lượng máu của cái trụ một ở khu vực đường rồng này. Và nay anh ta có mặt ở đây. Trong khi đó ở khu vực đường chơi sao? Đầu rát rồi. Một khoảng thời gian chúng ta không nhìn thấy Hope One thôi. Hai món trang bị 7.400 ở thời điểm hiện tại là quá giàu có dành cho anh ta rồi. Nó chỉ khác biệt là anh ta không lên cho mình đó là vô cùng kiếm. Anh ta lên đó là cái đại bác nguyên thanh. Khoảng cái tầm bắn của anh ta sẽ dài hơn trong các đường dưới 1.3 đến từ cơn và chắc chắn anh ta phải nằm lại. Không thể nào mà cân được cả khi mà đây là hai vị tướng có rất là nhiều sát thương và cơn anh ta nằm xuống chỉ là câu kéo đi một khoảng thời gian nào đó cho những đội của mình mà thôi. Và Divine sau một khoảng thời gian mà cơn ta nằm chết xuống thì sao? Khu vực đường chơi này chân già lao vào và anh ta phải nằm xuống ngay tức khắc. Ăn miếng trả miếng liên tục đến từ cả hai đội tuyển. Bên này lấy trụ, bên kia lấy trụ, bên này có mạng, bên kia lấy mạng, bên này tông trụ, bên kia phản công nhưng bị bắt lại đó là Nai và thêm cả Jack. Anh ta bị giữ chân, sử dụng chiêu cuối thoát qua được phía bên kia và siêu hùng giáng thế tăng tăng chủ yếu là đầu, để khép tóc mà thôi. Bắt đầu băng giả, Tank X bắt đầu bọc đầu, anh ta bị khiêu khích, anh ta bị giữ chân, bây giờ mới sử dụng phản đòn, anh ta vẫn bị hất tung lên, thậm chí anh ta còn bị truy đuổi theo. Đó là ai đây? Đó là Kurt. Diana hạ gục thành công được Fiora của Tank X phía bên kia. Và một tình huống một đối một mà thôi, một tình huống mà Tank anh ta bọc đầu rất là đẹp nha, nhưng mà có vẻ như là những cái đồng đội của anh ta theo sau không kịp. Theo không kịp ở trong tình huống đó và anh ta quá đơn độc, anh ta bị dồn sát thương rất là nhanh, anh ta phải nằm xuống. Ngược lại Divine thì sao? Hope One phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi và chỉ là một tình huống một đối một mà thôi. Điểm trừ duy nhất của Game Home đó là tôi đang không hiểu vì sao họ lại đang đặt quá nhiều niềm tin vào một con Saiya. Có rất nhiều lựa chọn khác để đi với đội hình này, tức là tôi đã nói rồi ấy, tức là hai cánh đẩy lẻ, đường giữa phải cấu rỉa và tiến lùi để đối phương không thể bắt được vào mình. Thế có tướng để đáp ứng được điều đó, Ezreal, chính đúng, xác là như vậy. Chitana là một điểm nữa có thể sử dụng được, nhưng họ lại sử dụng đó là Saiya. Elliot bị giữ trần, và có vẻ như Saiya tính đến thời điểm hiện tại anh ta vẫn đang thua thiệt hơn thực sự so với Koki bên kia. Đúng là như vậy, và Saiya là phải cần có khoảng thời gian bắn chóng, bắn phải tương đối là đấy, nhiều.
tự tin nhưng mà bị khiêu khích bởi lá chắn Durant. Một cú đấm đồng lý và anh ta phải nằm xuống. Kéo theo đó là người hỗ trợ, người chơi hỗ trợ của mình phải mất đi cú thập biến. Và Tank Inc đang bị bắn rất rát đến từ vị trí cocky cho tay của Hope One. Nhưng Hope One cũng bị trả người rất thường là cắt rất đau. Tank Inc vẫn sống sót được. Chỉ còn mình cất mà thôi. Cất anh ta không chọn được mục tiêu nào nữa vì các thành viên của Game Home bỏ chạy là cực kỳ nhanh. Tank Inc đi qua giữa hai phần trụ, anh ta bị dính một hit. Anh ta vẫn sống sót, bị bọc đầu đến từ Coyote. Một cú lướt thoát ra khỏi tầm tấn công của Coyote. Anh ta lui về thành công một tình huống đi nửa vòng trái đất để đến với những vòng tay của những người đồng đội. Nhưng tranh ra lại cân ba ở đây. Mất tốc biến, mất cả tung tăng nhảy múa. Không có mục tiêu nào để anh ta đu vào nữa cả. Và anh ta bị giữ trần thêm tung tăng nhảy múa lần hai. Nhèo phía bên kia cũng đang bị truy đuổi. Bằng một cách nào đó thì Nai đang truy đuổi theo nhèo. Và hai bên lui về thành công, đánh vẫn rất lan miếng trả miếng đến từ cả hai bên. Chỉ là những tình huống mà trao đổi những chiêu thức đến với nhau mà thôi. Nhưng mà bên phía của Game Home thì họ có một tín hiệu khá là tốt nha. Họ hạ gục được Hope One. Hope One với việc mà anh ta nằm xuống hai lần như vậy thì khiến cho cái khả năng tăng tiến trang bị của anh ta sẽ bị giảm đi đáng kể, chậm đi nhưng vẫn là hơn so với Saiya phía bên kia. Đúng vậy, bởi vì ta có cho mình đồng hồ két. Và ở thời điểm hiện tại thì con rồng thứ ba của ván thi đấu đó là con rồng lửa nha. Wow, con rồng mà bên phía của Hà Divine phải tranh chấp. Nếu như mà để cho Game Home họ có được con rồng này thì sẽ là đấy, tôi đã nói rồi, tức là với việc Kermil đi rừng muốn dọn lính nhanh, anh ta bắt buộc phải lên sát thương. Và khi lên sát thương mà bị bắt vào bởi đối phương thì anh ta sẽ rất khó để giao tranh. Ở một tình huống tranh cướp quân cua dường như nó thuộc về bên phía của Game Home thì phải, nếu tôi nhìn không nhầm. Không, nó thuộc về bên phía của Divine, tôi đã nhìn nhầm rồi. Và đang một tình huống tiếp tục là truy đuổi nhau giữa ôi rất cái đó dịch. Làm gì đấy? Không, anh ta đang bị bắt bớ vào, anh ta sử dụng chiêu của anh ta tạm thời thoát lui ra được, trả được sát thương vào vị trí của nhau. Nhèo rất thấp máu nhưng nhèo vẫn còn giáp thiên thần nên nới ở vậy. Này cũng thấp máu, anh ta quay ngược trả lại trả sát thương. Và Orianna trong tay Coyote đã bị hạ gục rồi. Hope One cũng không còn góc để bắn nữa tại vì anh ta quá thấp máu. Nhưng lao theo là quá mạnh đến từ vị trí của Chành. Anh ta bị hạ gục, con rồng thuộc về bên phía của Game Home. Và Kurt đang cố gắng chọn góc để chạy, anh ta không chạy được. Nhèo bị giữ chân ở trong chính đại địa chấn của mình. Và một pha giao tranh chiến thắng hoàn toàn dành cho Game Home. Và thậm chí là họ còn là người có được con rồng lửa nữa, một con rồng bổ sung cho họ một lượng sát thương rất là nhiều ở giai đoạn cuối của ván thi đấu với những vị tướng mà thiên về tất cả đều là sát thương như vậy. Và trong khi đó ở khu vực đường giữa, Tank Nick cũng như là Aelith tranh thủ khoảng thời gian đó, bên phía Divine họ không còn quá nhiều người, chỉ có mình QB họ gỡ đi được, đó là cái trụ một ở khu vực đường giữa. Trụ đang là 4-3 nhưng mà trên phía của Divine QB đang cố gắng giữ chân đến từ vị trí của Aelith nhưng không thành công. Trong khi đó thì chúng ta sẽ cùng điểm lại về pha giao tranh vừa rồi xem nào. Tôi đã nhìn thấy một tình huống mà Tank X anh ta bị truy đuổi bởi Kurt một cánh, bốn cánh còn lại thì Jack bị bắt đến từ các thành viên của Divine. Nhưng với cú chiêu cuối rất nhạy cảm của mình thì anh ta thoát về thành công với sự bảo kê của hai người đồng đội còn lại. Và QFP là người dí theo khá sâu. QFP anh ta bị hạ gục với lượng sát thương vật lý đến từ vị trí của Jack. Và từng người một của Game Home của Divine trong pha thi đấu đó, họ không có được sự liên kết nhất định, không có những cú combo nó chuẩn xác. Vì vậy đó là lý do vì sao mà Game Home đã không có được một pha giao tranh nó quá thuận lợi ở tình huống tranh chấp rồng vừa rồi. Thậm chí là Hope One không có vị tướng nào có thể bảo vệ cho anh ta được bắn một cách thoải mái cả. Anh ta luôn luôn bị dí rất là sát bởi đó là Tank Nick, bởi đó là Nai. Và ở thời điểm hiện tại thì lượng tiền đang được bị giảm lại đáng kể nha. Ở trước đó thì đang khoảng là 5-6 nghìn tiền, thì hiện tại thì sau một tình huống mà giao tranh thắng đến từ bên phía của Game Home mà có được cho mình đó con rồng lửa thì lượng tiền trên lệch chỉ là 2.000 mà thôi. Với lượng tiền 2.000 như thế này thì bên phía của Game Home họ có thể giao tranh sòng phẳng với Divine. Và tôi đã không được để ý tranh giả thi đấu nhiều. Nai bọc đầu, mục tiêu được lựa chọn là ai đây? Không có ai cả vì các thành viên của Divine vẫn đang thi đấu rất xung quanh và bảo vệ lẫn nhau. Tôi đang không được nhìn thấy lý do vì sao mà Hope One anh ta liên tiếp là người không được chơi trong những pha giao tranh. Nhưng theo dự đoán của tôi thì có vẻ như tranh giả làm tốt ở trong những tình huống vừa rồi. Lượng sát thương của tranh giả có thể thiên ám sát là đủ để cho Hope One không được chơi thoải mái trong giao tranh. Nhưng đây là một tình huống bắt rất nhanh chóng đến từ vị trí của Nhèo, lao vào mất đồng hồ cát đến từ Jack. Sau đó anh ta vẫn đang nhận được sự bảo kê của Elliot từ phía sau nhưng nó là không đủ. Nai vẫn đang phải đi bụi và bị giữ chân đến từ vị trí của Kurt. Chúng ta cùng xem là bên phía của Divine Spot họ sẽ quyết định ở trong tình huống này, đó sẽ là ăn con Baron với 4 người, không sẽ ở đó là 5 người. Trong khi đó ở khu vực đường rồng thì với 2 người đó là Fiora cũng như là Camille. Đây là hai vị tướng đẩy lường, đẩy chủ rất là nhanh nha. Một mình Kurt thì khó để phòng ngự được, nhưng anh ta chủ động đứng lui về phía sau. Đó là một tình huống tôi nghĩ là hợp lý. Và Baron vẫn thuộc về bên phía của Divine, họ mất một đường lính xuống cấp. Tức là nếu Kurt cố gắng đánh một cân hai trong thềm trụ trong tình huống đó, anh ta sẽ phải bỏ lại mạng và thậm chí là một chiến thắng dành cho Game Home. Tốc độ đẩy đường của cả Nai và Tank X là cực kỳ nhanh. Như vậy thì bên phía ở thời điểm đó thì Kurt anh ta quyết định là sẽ chơi an toàn, anh ta lui về để cho bên phía Game Home họ có được cho mình đó đường lính xuống cấp. Ở khu đường rồng thì với con bùa lợi Baron này thì họ chỉ cần đẩy ngược lại ở đường rồng này mà thôi, và có đi được đó là đường lính xuống cấp đó sẽ cân bằng
về cái thế lính. Nhưng mà bên phía của Divine họ muốn nhiều hơn, họ muốn thế lính ở cả ba đường kết ở khu vực đường Baron, ở khu vực đường giữa đó là Hop One và hai người chơi bên phía Divine đó là Coyote cũng như là Quack Bay sẽ là người dắt lính ở khu vực đường rộng. Ừ, thì hãy cùng chờ xem liệu Divine họ có thể sử dụng con Baron này để gỡ gạc lại cái thiệt thòi về đường lính siêu cấp vừa rồi hay không. Nếu họ làm tốt câu kéo được những đường lính siêu cấp thì thế trận được quay trở lại thế cân bằng về đợt đẩy của những tân lính. Còn nếu không lấy được bất kỳ một đường lính nào thì những tình huống setup sắp tới game home sẽ là người có lời vì họ có được một đường lính siêu cấp. Ừ, rất đẹp. Và nếu như mà chỉ bước như thế này thì họ sẽ không thể nào mà lấy được cái đường lính siêu cấp đó, bởi vì họ còn đang bận dọn đi con bùa xanh của game home và sau đó cố gắng đẩy nhanh đợt lính siêu cấp ở khu vực đường rồng này, sau đó tiến ra khu vực hang rồng để kiểm soát. Có một con cua nhưng mà vẫn chưa đội tuyển nào ăn nó cả. Kurt bây giờ bắt buộc là phải đi một kèm một với Tank X rồi. Anh ta hở Tank X ra là chắc chắn bay nhà. Nhưng khi bắt được Tank X thì sao? Có tấn công lại Tank X hay không? Anh ta sử dụng chiêu cuối trang mờ đã mất đi rồi, vẫn tiếp tục là tấn công trong khi đó đường trên. Một tình huống thả cá đến từ vị trí của tranh già, nó không chính xác nhưng nó cũng là khép góc các thành viên của Divine. Và Divine đang có cơ hội để lấy đường lính siêu cấp đầu tiên, gỡ gạc lại thế trận dành cho mình. Bắn là rất nhanh đến từ Corki. Coyote anh ta chịu sát thương đến từ trụ, con lính vẫn đang chống chịu là khoảng thời gian khá lâu. Nhưng góc để bắn là không có dành cho Divine, thậm chí Coyote là người đang bị giữ chân đến từ vị trí của Nai. Nai thoát về thành công và vẫn là những tình huống nhấp nhả. Elias mất 1/2 cây máu, ngay lập tức phải sử dụng cái hồi máu của mình. Tăng, và Tank X đang bọc đầu, anh ta chọn một góc để đâm vào đội hình của Divine. Nhưng anh ta bị phát hiện tầm nhìn rồi, cho nên là ở tình huống này thì Divine họ sẽ biết được. Chính Tank mới là người gặp nguy hiểm đây này. Cần có biến, anh ta có tốc biến. Tank có tốc biến, chắc là anh ta thoát về được. Đội hình của Divine đang bị chia làm hai cánh nhau, phía bên kia anh ta úp được người. Đó chỉ là Elias mà thôi, trong khi đó phía bên đây Hope có được chơi hay không đây? Các thành viên, một người bị hạ gục đó khuê HP đến từ phía của Divine rồi, lao vào giữa đội hình, đó là Tranh. Anh ta khiến cho Hope One không được chơi, Tranh mở, Tranh già bị hạ gục thêm cả lệnh sóng âm nữa. Và Hope One quay ngược trở lại với là Tranh, rách phía bên kia vẫn đang còn rất khỏe mạnh với lượng máu của mình. Hope One đang tấn công vị trí của Nai, Nai hạ gục được Hope One, Nai có lượng giáp, Nai hạ gục thêm cả nhiều nữa, double kill dành cho Nai trong pha thi đấu này. Chỉ có mình một kết sống sót mà thôi, nhưng mà anh ta không muốn cho kết có thể dễ dàng về với tâm tình huống này. Lính đang bắn rồi vào người của kết, nhưng anh ta còn cho mình nó một lượng giáp, nhưng đã thấy thách được bực, anh ta sẽ nằm xuống rồi. Quét sạch cho game home ở trong tình huống này, và họ sẽ là người có được đó là con rồng đứng ngang tuổi này. Hở một đội hình bắt lẻ, tôi nghĩ cũng khá triệt để đi với việc Tranh già vào trước, anh ta thí mạng của mình, sau đó Tranh già Tank X bọc đầu và anh ta chấm dứt được rất nhiều những lượng sát thương chủ lực. Tức là cái đội hình của Divine đây là một cái thế đánh nha, rất nhạy cảm dành cho Divine. Họ không quy tụ được đủ lượng người để bảo kê cho Hope One. Nhau trước tình huống giao tranh, anh ta bị tách biệt bởi những người đồng đội, sau đó những bức tường tiếp tục chia cắt dần dần đội hình của Divine ra. Vì vậy chúng ta thấy Tranh già cũng như Tank X cũng như Nai có thể đâm thẳng vào đội hình của Divine nó dễ dàng đến như thế nào. Tức là với phía đội hình của Divine thì họ phải là có những vị tướng lao vào phía sau của đối phương, đó là Diana, đó là Chavan. Thì ngay thì sau đó Quét bên ta sẽ sử dụng chiếc cuối siêu hồn nhắn thế của mình và cái cú đại diện địa chấn đó, và ở phía sau không ai bảo vệ cho Hop One ngoài Coyote cả. Và với chỉ một mình Coyote thì sao không thể nào mà lượng giáp anh ta búp á, sẽ không thể nào mà vượt quá được lượng sát thương mà con bài fit tinh già gây ra. Thời điểm hiện tại thì game home họ đang rớt rất là nhanh con Baron này, con Baron còn cho mình đó là 4.000 máu. Chiều cuối đến Arena đã có rồi, bắt đầu có cú dịch chuyển đến từ vị trí của Cơn và Baron được giữ lại dành cho bên phía của game home. Quay ngược trở ra để trả sát thương, một người bị hạ gục đó là Nai, nhưng không sao, Jack phía sau vẫn đang được bảo kê là cực kỳ tốt và quét sạch dành cho Divine. Một fail chanh quá là chấp nhoáng và khiến cho bên phía của game home họ có được quét sạch của Divine, và với con Baron này thì họ sẽ đẩy ở khu vực đường giữa và sau đó họ sẽ gỡ hoa. Đúng. Một đều, một thế trận là cân bằng giữa cả hai bên. Thì không bên nào muốn nhả ra ván đấu này dành cho đối phương. Và đặc biệt đây là ván đấu mà bộ đôi Fiora Kermiu đã lên tiếng thực sự rất rõ ràng khi bắt được thẳng vào chủ lực của đối phương. Đó là Hope One, khi Hope One không được chơi, chúng ta có thể thấy phía sau Zek, mặc dù Zek chúng ta không đánh giá cao về mặt chất tướng, về mặt xạ thủ, nhưng rất được chơi thì đã là lượng sát thương dồi dào hơn rồi dành cho bên phía của Game Home. Tức là rất với con bài Saiya này, anh ta không được xả sát thương nhiều, nhưng mà anh ta có những cái chiêu để tự bảo vệ bản thân mình. Đúng. Đó là chiêu cuối bão tố nổi dậy, đúng không? Khi mà đại địa chứng được chồng vào đến từ nhau, anh ta chỉ cần bật chiêu cuối của mình và anh ta tốc biến ra, sau đó thì bên phía của Divine sẽ không thể nào mà đánh vào được tuyến sau được cả. Còn trong khi đó ở phía ngược lại thì Game Home với ba vị tướng Fiora, Camille, Fit, họ làm quá là tốt. Họ dồn hai bộ đôi chủ lực của Divine ra xa khỏi dàn trước của mình. Đúng. Và khi đó bên phía dàn trước sẽ thiếu sát thương và không thể nào mà hạ gục được, đó là bên phía của Game Home, và liên tục là những pha heo tranh như vậy.
và khiến cho bên phía của Game Home họ thắng được những pha giao tranh đó, họ có được con rồng đứt ngàn tuổi, sau đó họ có được cho mình nó còn Baron và họ kết thúc ván thi đấu thứ hai này. Đồng ý. Và ít nhất là chúng ta cũng không thấy một cái thế trận đẩy lẻ đến từ bộ đôi này, mà chúng ta thấy một thế trận là bắt chủ lực đối phương một cách rất triệt để. Thường thì chúng ta thường thì khi mà giao tranh ấy, thường các đội sẽ hay lựa chọn cách giao tranh đó là đánh những mục tiêu ở gần. Nhưng bên phía của Game Home họ lại chọn một cách khác, đó là việc nhảy thẳng vào đội hình của đối phương, mặc kệ xạ thủ tự chơi từ phía sau. Nhưng ít nhất thì đây cũng là trận thi đấu mà Elliot anh ta sử dụng đó là Lulu, cho nên khả năng bảo kê, khả năng búp khổng lồ hóa và khả năng giúp cho Jack có thể sống sót trong những tình huống bắt bớ, tôi nghĩ cũng là đầy đủ để cho ba thành viên còn lại triệt tiêu lượng sát thương lớn nhất của đối phương, đó là Hope One. Như vậy thì nếu như mà trong ván thi đấu này thì ở những tình huống mà giao tranh, khối HB anh ta chỉ cần đứng kế bên hai người chơi của mình, đó là Orianna cũng như là Cookie, sử dụng lá chắn Duran khiêu khích bất kỳ những ai mà lao vào, thì khi đó khả năng chơi của KOT cũng như Hope One sẽ là nhiều hơn, chứ không chỉ là những tình huống mà đơn độc như vậy khi mà bên phía của Game Home họ lao vào với Baby tướng quá mạnh. Đồng ý. Như thực ra khiêu khích thì nó chỉ là một lần thôi, trong khi đó thì Fiora có phản đòn, Kermiu có tối hậu thư, khi mà bay lên một tí thì cũng né được những cái đấy. Rồi với Tranh Già thì có tung tăng nhảy múa đấy. Tranh Già trận thi đấu anh ta không cần sống sót quá nhiều, anh ta cứ nhảy thẳng vào Hope One là được. Vậy thôi. Và đây là biểu đồ mà theo anh Vi Hồ nói là X-1 căn 2, à căn 3 gì đó. Bắt đầu nhớ được rồi đấy. X-1 căn 3 ấy, tức là khoảng suốt khoảng thời gian Divide họ dẫn trước. Sau đó là một điểm nhỏ thôi, một pha giao tranh chiến thắng thôi, Game Home có được thế trận và có được cả trận đấu. Ừ, đúng là như vậy. Đây là một ván thi đấu mà Device Sport họ chơi rất là tốt, nhưng sau đó thì bên phía của Game Home thì họ tỏa sáng với những cái người chơi cá nhân của mình, điển hình đó là Tranh Già, điển hình đó là Tanh và điển hình đó là cái này. Ừ. Và thực ra thì bắt đầu có những tình huống dấu hiệu mà Hope One không được chơi ấy, đó là khoảng thời gian ở những phút thứ 15 ấy. Đúng là rồi. Những cái phút mà Hope One anh ta liên tiếp phải bỏ chạy trong đội hình. Nhưng có vẻ như Device họ đang kiểu cái sự linh động và sự phản ứng nhanh của họ trong trận thi đấu ấy, nó vẫn chưa thực sự là quá rõ ràng, đặc biệt là cái pha thi đấu cuối chúng ta nhìn thấy cách đứng của họ thôi, và cách đứng như thế vẫn dám quay đầu trở lại trả ngược giao tranh, thì tôi nghĩ đó là một cái cách mà họ vẫn đang chưa rút được những kinh nghiệm sau rất nhiều lần liên tiếp mà Hope One không được chơi. Trước đó là hai tình huống tranh chấp rồng này, xong rồi là đấy đó là... Like fanpage Liên Minh Huyền Thoại Thúc Chiến Esports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên Minh Huyền Thoại Thúc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CBC.